Vào tối ngày 17 tháng 6, tại điểm cách ly y tế tập trung trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, nhiều xe đưa người đi cách ly đã chờ trước cổng. Theo đại diện tại đây cho biết, có tất cả 32 người là F1 thuộc 10 phường trên địa bàn quận đã được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm. Được biết, địa điểm mà họ đến là ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hỗ trợ công tác đưa người là F1 đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng tại đây cũng chuẩn bị hồ sơ để đưa một gia đình gồm 6 người ngụ tại phường Bình Trị Đông A đi cách ly tại khách sạn tự trả phí. Được biết, điểm cách ly y tế tập trung trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân có sức chứa khoảng 80 người. Sáng nay, lực lượng chức năng đã cho về khoảng 50 người, hiện còn 30 người ở lại. Một số trường hợp nguy cơ thấp sẽ được cách ly tại đây, còn trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao thì sẽ được chuyển đi cách ly tập trung ở nơi khác. Lúc này, bên ngoài cổng cũng có rất đông người dân đang đứng đợi để lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Qua tìm hiểu, đại diện tại đây cho hay, vào ngày 16 tháng 6, nhân viên y tế đã tiến hành lấy khoảng 200.000 mẫu cho người dân tại khu phố 2, phường An Lạc. Quá trình lấy mẫu gộp tại đây đã phát hiện một người dương tính. Do đó, trong tối 17 tháng 6, phường đã yêu cầu người dân đến tại điểm cách ly y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm đơn lần 2 để tầm soát, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và hạn chế tối đa mức độ lây nhiễm. Đứng đợi lấy mẫu xét nghiệm, chị Nguyễn Thị Diễm Hương, 28 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân cho hay, chị là giáo viên mầm non, dịch Covid-19 bùng phát, chị phải nghỉ việc và ở nhà suốt thời gian qua. Ngày trước đó, chị đã được lấy mẫu gộp tại khu dân cư Hương Lộ 2, kết quả một ca dương tính nên hôm nay chị Hương phải qua xét nghiệm lại. Cho hôm qua bên khu dân cư Hương Lộ 2 của em có lấy mẫu gộp mỗi lần gộp là 5 người. Thì em được thông báo là trong nhóm của em có một ca dương tính. Thì bây giờ mọi người yêu cầu em qua lấy lại lần 2. Em cũng lo lắng, em sợ là không biết mình có bị gì không. Nhưng mà thì mình cũng phải cố gắng thôi chứ. Vì an toàn cho cả cộng đồng. Dạ, thực ra là từ lúc nhận điện thoại test lần 2 thì nó vô ba lô đồ hết rồi. Quần áo kem đánh răng chuẩn bị sẵn rồi. Nếu mà có thì em sẵn sàng đi luôn, đi cách ly để đảm bảo cho mọi người an toàn thôi. Em sợ được cái đoạn đường mình di chuyển giờ cũng nguy hiểm nữa. Hạn chế tiếp xúc với mọi người. Nên cơ quan chức năng quận đã lấy tập trung mẫu mở rộng tầm soát COVID-19 ngay chiều 17 tháng 6. Theo đó, sẽ lấy 30.000 mẫu tại công ty Puyen Việt Nam, 20.000 mẫu tại khu công nghiệp Tân Tạo, 15.000 mẫu ở khu vực đường Hồ Ngọc Lãm thuộc khu phố 2, phường An Lạc và một số điểm có ca bệnh COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.